Năm học 2023 đến 2024 là năm học Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Phong tiếp tục thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 đến 2025. Với những kết quả đã đạt được trong giai đoạn trước và mong muốn chuyên đề này được duy trì có chiều sâu, lan tỏa tới 100% các cơ sở giáo dục mầm non về việc hướng dẫn hội thi xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non năm học 2023 đến 2024 đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của hội thi nhằm nâng cao nhận thức và năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong việc tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp, địa phương, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, đồng thời phát huy hiệu quả các phong trào thi đua trong các nhà trường, huy động được sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng để phát triển giáo dục mầm non. Giờ đây chỉ còn mong ước đôi tay nhỏ bé này sẽ mang tin yêu với hy vọng vào cuộc đời đã đưa tôi đi rất xa. Người ước mơ giờ đã chắp cánh, người sắp ước mơ, và tôi gieo mầm xanh ấy cho tưới lên cao vời, đến một ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ tỏa bóng rậm chờ che cả con đường. Ai rồi cùng bước qua cuộc đời để lại những hành trang ở đây thế giới sẽ thật đẹp nếu như xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ mầm non là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và có ý nghĩa đối với sự phát triển của trẻ ở lứa tuổi mầm non. Môi trường tạo cơ hội cho trẻ tìm tòi, khám phá, phát hiện nhiều điều mới lạ, hấp dẫn trong cuộc sống. Với môi trường lý tưởng, trẻ được tự lựa chọn hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm một cách tích cực, qua đó kiến thức và kỹ năng ở trẻ dần được hình thành. Môi trường đó phải đảm bảo an toàn về thể chất, tâm lý cho trẻ mầm non. Môi trường phải vừa có tác dụng giáo dục, có tính thẩm mỹ và phải được xây dựng trong suốt quá trình thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Trẻ được trải nghiệm, tham gia các hoạt động vui chơi cùng các bạn, từ đó giúp trẻ tự tin, năng động hơn. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ theo đúng chương trình giáo dục mầm non được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhà trường đặc biệt chú trọng để quan tâm phát triển khả năng của từng trẻ. Môi trường giáo dục trong trường mầm non gồm môi trường bên trong và môi trường bên ngoài lớp học. Cả hai môi trường này đều rất quan trọng đến việc dạy và học của cô và trẻ. Trẻ em sẽ tham gia vào các hoạt động và các loại trò chơi khác nhau tùy thuộc vào môi trường mà trẻ đang ở đó. Vì vậy, trẻ cần có cơ hội để chơi và học ở môi trường bên trong và môi trường bên ngoài lớp học. Tôi từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau, ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thơi, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ, và đây là ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với đôi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời.
Thực hiện chương trình xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục với trẻ làm trung tâm, nhà trường chú ý xây dựng môi trường vật chất và môi trường xã hội. Môi trường vật chất là yếu tố góp phần tích cực trong các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện trẻ. Nhà trường bố trí các khu vực nhóm lớp phù hợp cho từng độ tuổi của trẻ. Hệ thống nhà vệ sinh sạch sẽ khô ráo đảm bảo an toàn, có ngăn cách khu vệ sinh cho bé trai, bé gái riêng. Với không gian các phòng học rộng, thoáng mát, đồ chơi được sắp xếp trưng bày góc theo từng chủ đề, chủ điểm, một cách sinh động và hấp dẫn. Trẻ sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để học tập và phát huy các khả năng của mình. Qua tham quan, từng giờ hoạt động tại các nhà trường cho thấy, tất cả trẻ đều có cơ hội tham gia vào các hoạt động giáo dục bằng nhiều cách khác nhau như trải nghiệm, khám phá, sáng tạo, thử nghiệm, thực hành. Trẻ được tham gia vào các hoạt động với cả lớp, trong nhóm nhỏ và cá nhân. Đặc biệt, trẻ được tự lựa chọn hoạt động theo ý thích và nhu cầu của bản thân. Ngoài các phòng học, nhà trường còn có đủ các phòng chức năng và phòng năng khiếu hỗ trợ tích cực cho việc học tập các môn năng khiếu ở trường của trẻ. Môi trường giáo dục trong trường mầm non gồm môi trường bên trong và môi trường bên ngoài lớp học. Cả hai môi trường này đều rất quan trọng đến việc dạy và học của cô và trẻ. Trẻ em sẽ tham gia vào các loại trò chơi khác nhau tùy thuộc vào môi trường mà trẻ đang ở đó. Vì vậy trẻ cần có cơ hội để chơi và học ở môi trường bên trong và môi trường bên ngoài lớp học. Một trong các yếu tố để làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ không thể không kể đến công tác bán trú. Nhà trường thực hiện tốt quy trình bếp một chiều, xây dựng thực đơn cho trẻ phong phú, chế biến khoa học, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm, công khai tài chính hàng ngày. Dụng cụ bán trú được sấy khô khử trùng sạch sẽ, phòng y tế được trang bị các thiết bị đầy đủ. Không những vậy, trường còn chú trọng đến công tác y tế học đường, có nhân viên chuyên trách và thường xuyên. Hầu hết các nhóm lớp, hệ thống sân chơi, phòng lớp học, phòng chức năng, các khu vui chơi đã được quy hoạch hợp lý, tận dụng tối đa các khoảng không gian để trẻ được thoải mái hoạt động và thuận tiện sử dụng. Các khu vực hoạt động ngoài trời đều mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm. Tại các phòng lớp học đã được sắp xếp gần gũi, quen thuộc với trẻ, thể hiện các nét văn hóa riêng của cộng đồng, địa phương cũng như đặc trưng của từng nhóm lớp. Các trang thiết bị, điều kiện đảm bảo an toàn, vệ sinh sạch sẽ, trang trí phòng, lớp học theo các tiêu chí xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đảm bảo thẩm mỹ, thân thiện, xanh, an toàn và phù hợp với lứa tuổi. Các khu vực được phân chia, sắp xếp phù hợp, thuận tiện cho cô và trẻ hoạt động. Trẻ em sẽ tham gia vào các hoạt động và các loại trò chơi khác nhau tùy thuộc vào môi trường mà trẻ đang ở đó. Vì vậy trẻ cần có cơ hội để chơi và học ở môi trường bên trong và môi trường bên ngoài lớp học. Thông qua chơi, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn diện. Môi trường sạch sẽ, an toàn, có sự bố trí khu vực chơi và học trong lớp và ngoài trời phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự phát triển của trẻ mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết của trẻ, kích thích trẻ hoạt động sáng tạo. Trẻ được hoạt động trong môi trường thân thiện, an toàn với các góc chơi, đồ dùng tự tạo đẹp mới lạ làm cho trẻ hào hứng tích cực tham gia các hoạt động. Xây dựng tốt môi trường giáo dục trong trường mầm non là phương tiện, điều kiện để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, trí tuệ, khả năng thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho trẻ. Mầm non vào học lớp 1 trường tiểu học phù hợp với phương châm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo học bằng chơi, chơi mà học. Hội thi lần này không phải chỉ dừng lại ở mục đích đoạt giải của các tổ khối mà còn làm chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng môi trường xã hội giúp trẻ được hoạt động tích cực. Hầu hết các nhóm lớp, hệ thống sân chơi, phòng lớp học, phòng chức năng, các khu vui chơi đã được quy hoạch hợp lý, tận dụng tối đa các khoảng không gian để trẻ được thoải mái hoạt động và thuận tiện sử dụng. Các khu vực hoạt động ngoài trời đều mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng đồ vật,
đồ chơi để thực hành, trải nghiệm tại các phòng lớp học đã được sắp xếp gần gũi, quen thuộc với trẻ, thể hiện các nét văn hóa riêng của cộng đồng, địa phương cũng như đặc trưng riêng của từng nhóm lớp. Các trang thiết bị, điều kiện đảm bảo an toàn, vệ sinh sạch sẽ, trang trí phòng, lớp học theo các tiêu chí xây dựng môi trường, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đảm bảo thẩm mỹ, thân thiện, xanh, an toàn và phù hợp với lứa tuổi. Các khu vực được phân chia, sắp xếp phù hợp, thuận tiện cho cô và trẻ hoạt động. Qua tham quan, dự giờ hoạt động tại các nhà trường cho thấy, tất cả trẻ đều có cơ hội tham gia vào các hoạt động giáo dục bằng nhiều cách khác nhau như trải nghiệm, khám phá, sáng tạo, thử nghiệm, thực hành. Trẻ được tham gia vào các hoạt động với cả lớp, trong nhóm nhỏ và cá nhân. Đặc biệt, trẻ được giao tiếp với cô, với bạn, tự lựa chọn hoạt động theo ý thích và nhu cầu của bản thân. Qua các ngày lễ, các con đu trải nghiệm như ngày Tết Trung Thu được trải nghiệm làm bánh Trung Thu, ngày Tết chú bộ đội các con được làm các chú bộ đội, đi tham quan chợ Tết. Bên cạnh việc xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động là công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Trong các năm học vừa qua, trong khối 5 tuổi đã có nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi. Các cấp công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên là một trong những nhiệm vụ luôn được chú trọng hàng đầu. Những năm học gần đây được sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường về việc đưa các tiết dạy mang hướng đổi mới và các tiết dạy kỹ năng sống cho trẻ đã được giáo viên nhiệt tình hưởng ứng. Trẻ đã phát huy tính tích cực của mình trong các giờ học. Trông mong vào cô giáo.
sáng, in bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, mịn man theo làn gió. Mơ hơi, chợt thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy dậy sớm đón chào ánh dương ngày mới đến rồi. Bếp ngay từ cửa là bảng tuyên truyền tháp dinh dưỡng cho trẻ, 10 nguyên tắc vàng. Các con nuôi được tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm, thức ăn được lưu mẫu hàng ngày theo quy định. Hàng ngày các con được ăn, ngủ tại trường theo đúng chế độ sinh hoạt một ngày. Trẻ được ngủ ấm về mùa đông, mát về mùa hè và được trung tâm y tế khám sức khỏe 2 lần trên năm học, cần đo chấm biểu đồ theo quý. Đặc biệt để cho trẻ trải nghiệm với giờ ăn, nhà trường còn tổ chức cho trẻ ăn buffet với nhiều món ăn hấp dẫn, đa dạng. Qua đó trẻ rất hào hứng hứng thú với giờ ăn tại trường. Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió. Mơ hơi, chợt nghe thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy thức giấc đón chào ánh dương ngày mới đến rồi. Hãy một trong những thành công trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ không thể thiếu sự phối kết hợp của các bậc phụ huynh. Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là một trong những nhiệm vụ đòi hỏi phải có sự phối hợp tham gia của gia đình, nhà trường và xã hội. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, nhà trường phải xây dựng kế hoạch phối hợp, đồng thời tích cực tham mưu các cấp quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các nhóm, lớp phối hợp với các bậc phụ huynh, tham gia vào các hoạt động của trường, của lớp như tham gia làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo ngoài trời cho trẻ, thực hiện trang trí trường lớp và ủng hộ cây hoa, cây cảnh, đóng góp ngày công lao động để cải tạo vườn trường. Từ đó, phụ huynh thấy được tầm quan trọng của giáo dục mầm non và dành nhiều sự quan tâm, thời gian và công sức để hỗ trợ giáo viên trong việc xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các nhóm, lớp phối hợp với các bậc phụ huynh, tham gia vào các hoạt động của trường, của lớp như tham gia làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo ngoài trời cho trẻ, thực hiện trang trí trường lớp và ủng hộ cây hoa, cây cảnh, đóng góp ngày công lao động để cải tạo vườn trường. Từ đó, phụ huynh thấy được tầm quan trọng của giáo dục mầm non và dành nhiều sự quan tâm, thời gian và công sức để hỗ trợ giáo viên trong việc xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ. Có thể thấy, Hội thi xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm năm học 2023-2024 thực sự là dịp giúp giáo viên nâng cao kiến thức, kỹ năng trang trí lớp, xây dựng môi trường lớp học xanh, an toàn, thân thiện đảm bảo cho các hoạt động của cô và trẻ trên lớp theo chủ đề. Đây cũng là một trong những biện pháp để thu hút trẻ đến trường lớp và duy trì tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, các nhà trường đều đạt được kết quả tích cực trong việc huy động phụ huynh hỗ trợ, phối hợp chuẩn bị nguyên liệu, học liệu đa dạng, phong phú phục vụ cho các hoạt động vui chơi học tập của trẻ. Thông qua hội thi xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm năm học 2023-2024, cô và trò khối 5 tuổi nói riêng và tập thể giáo viên, học sinh trường mầm non thị trấn Chờ số 1 nói chung sẽ cùng phát huy và nỗ lực hơn nữa trong công tác dạy và học, trong thời gian tới sẽ đạt được những kết quả cao hơn nữa để chuẩn bị cho trẻ một hành trang tốt nhất, sẵn sàng bước vào lớp 1.